Em Út xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ cả nhà ơi. Buổi chiều này em Út giao lưu rất vui cùng anh chị em mình một cây sập đọt đỏ nha cả nhà. Cây này rất là lực nha cả nhà ơi. Nhìn nó như là một tay sumo vậy đó, rất là lực luôn, một tay dũng sĩ luôn. Cây này thì chiều cao là 63 nha cả nhà. Hoành thân là 72, còn hoành củ đế là 130 nha cả nhà. Cây sập đọt đỏ nha, em Út đã cắt gọt và đã vào kẽm nha cả nhà, đã trét keo đầy đủ cho anh chị em mình luôn. Cây này về thì anh chị em mình chỉ cần trồng và nuôi dưỡng nó thôi nha cả nhà. Cây sập đọt đỏ nha cả nhà ơi. Anh chị em nào ý thì nhắn tin alo cho Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Em sập đọt đỏ nha cả nhà ơi.